dưới chữa nhanh trong vài phút. Như vậy phần dưới có một cái div, nhớ là end nha, end cái div icon. Đấy, bôi đen rồi nha. Sau đó dưới này có là chấm tin. Chấm các tin hoặc là ba tin, nhưng mà nếu viết ba tin như này là sai. Em phải biết là có dấu thăng, có dấu gì ở giữa trước đấy. Ba tin thì mới đúng nhá. Và theo phong cách chuyên nghiệp thì nên là end đây. Chấm ba tin. Viết cái gì cũng được. Nhưng mà có một cái comment đây thì nó hiểu là hết. Rồi trong này có div là div chấm một tin. Một tin. Đấy, trong này có một cái img lớn hơn img. Và cái img mình sẽ lấy cái ảnh này luôn cho nhanh này. Lưu hình ảnh thành file là file 1 1.jpg, anh chỉ làm một file thôi. Ở dưới nó là A và P. A.td một tin. Đấy, mình copy cái này. Tiếp đó là cái thêm page này. Đó, thêm P. P.p thôi là đủ rồi. Sau đó là mình copy, bây giờ làm ngầu rồi thế sao nhỉ? Copy luôn thành ba cái. Được chưa? Sau đó xử lý thôi. Đầu tiên là cho độ rộng độ cao của cái này. Bạn muốn làm cẩn thận thì bạn sẽ nên comment đây là gì nhỉ? Select cho khối ba tin. Đấy, đây là comment, đây là chú thích ấy. Mình bôi đen nó và con cho hỏi chấm nó tự nó thêm chú thích. Nó cho là chấm một tin. Em cảm giác là và comment như này thì người ta biết rõ hơn là hết phần select của cái nào. Đấy, thì mình dễ dàng mình copy paste nếu mà mình muốn di chuyển, muốn sắp xếp lại cái file này. Đo đi. Các bạn chú ý trong bài này mình phải dùng một cái kiến thức nó gọi là NTSC chai, để cái cuối cùng này nó không mắc in. Cuối cùng này nó sít luôn vào cái viền này. Nên em phải dùng cái kiến thức đấy. Width là 320. 220. 220 pixel. Đấy, và chiều cao luôn. Quên. Chiều cao luôn là 287 pixel, 290 đi. Và margin right 20 pixel. Và front left nó sẽ căn trái. Được chưa? Xong rồi, đã gần xong hết rồi đấy. Chấm ba tin này. Đúng không? Đúng đúng ba tin rồi. Xem đúng các tên class không? Width 700. Margin auto để cho nó giữa. Nó bị dịch xuống một cái. Anh sẽ tìm ra lý do vì sao nhé. Bây giờ width là 20, margin là 20 đúng không? Như vậy tổng là độ rộng của nó là 240 pixel. Được chưa? Mà nhân 3 là bao nhiêu? Nhân 3 là 720 pixel. Đúng không? Mà cái kia width có 700 thôi. Lý do bởi vì là cái div cuối cùng ấy của mình ấy, tức là nó không cần margin right, chỉ có cái div đầu tiên và deep thứ hai này nó có margin right thì nó cách ra thôi. Nhưng mà cái deep cuối cùng thì không cần margin right. Nó phải sát luôn vào đây. Đúng chưa? Nhưng mà cái deep cuối cùng cũng margin right bởi vì nó cũng tên là một tin, đúng chưa? Cho nên mặc định nó sẽ margin right 20 pixel và nó bị rẻ lẻ lẻ ra là gì à? Lẻ ra 20 pixel so với cái độ rộng kia. Như vậy mình phải đặt cho cái deep cuối cùng của mình là gì à? Là margin được không? Đúng chưa? Thì cách đặt như sau. Em sẽ dùng thêm một dòng nữa là gì à? Có hai cách đặt nhé. Một là em đặt CSS đặt thêm một class nữa cho cái này bằng cái phương thức vừa rồi, là đặt tên là cờ cờ là cái gì cuối cùng nhá. Cuối cùng xong em đặt cho cái cùng đấy margin right mà không, đấy là cách số 1 nhé. Cách số 1 anh làm thử nhé, tức là anh sẽ là chấm cờ cờ là margin right là không pixel đấy. Thì tự động nó sẽ lên bởi vì nó vừa đúng khít luôn 700, hình dung không? Đấy là cách số 1. Tuy nhiên là cách số 1 này cũng được, chả vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà em
người dùng người ta up lên, người ta không biết là cái nào là cái cuối cùng ấy, thì nó khó ra. Cho nên là cách một này anh nói để em biết cách làm thôi, còn anh sẽ dùng một cách khác. Anh dùng cách là chấm gạch dưới một tin 2 chấm nth cái ngang chai nhá, là 3, tức là cái deep số 3 ấy, cái deep một tin số 3 ấy thì nó sẽ có margin mà không. Đấy, margin right không. Đấy, và em refresh lại thì em cũng được tác dụng tương tự, được chưa? Nhưng mà được lợi một cái là trong HTML của em ấy, thì ba deep hoàn toàn giống nhau. Ba deep đều là một tin hết, nhưng mà cứ cứ viết ra thì đến cái deep số 3 nó sẽ gì? Tự động nó không có margin nữa. Thì đúng không? Hiểu 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 tác dụng lớn hơn của cách số 2 chưa? Và trong trường hợp mà nếu mà em có khoảng tầm 6 deep chẳng, như này chẳng, thì em thấy là cái deep số 66 nó bị dịch xuống, thì lúc đấy em sẽ đổi cái này là gì? Thành là 3N. Thì tự động những cái deep số 3, 6, 9, 10 mấy ấy, thì nó sẽ tự động gì nhỉ? Nó cách ra. Thì nó còn xịn hơn nữa. Cái này anh trước anh nói rồi đúng không? Tức là nếu mà em có một cái dãy tin mà liên tục ấy, thì cái thẻ thuộc tính gì, thuộc tính chỉ ra số chính xác này, nó sẽ tác dụng nhiều hơn nữa. Đấy, ở đây anh chỉ để 3 thôi, bởi vì nó không phải trường hợp tổng quát. Còn này anh bỏ đi, anh chỉ để 3 tin thôi. Đấy, nhưng mà anh nói thế là để em hiểu là trong những trường hợp mà nó tin nó nhiều hơn thì nó còn tác dụng lớn hơn so với các cờ cờ kia. Được. Tiếp đó em chỉnh những cái thuộc tính tùm lum tà la của cái thẻ A thôi. Chấm gạch dưới một tin. Cách A. Text ngang decoration none phong family tahoma phong weight, anh thấy nó hơi béo tí, anh để phong weight là bold và phong gạch ngang size. Size sẽ để nó là 15 pixel. Color black. Đấy. Xem nào. Và nó còn thêm một chút padding nữa. Chữ như hơi xấu nhỉ. 14. Anh để padding thì cho dễ này. Padding trên dưới chắc chắn em phải để gì nhỉ? Display block nó mới hiểu rồi. Và padding trên dưới khoảng tầm 8 pixel anh để trái phải là 0. Mới tắt nhá. Nó sẽ như này. Được chưa? Tiếp theo là cái chữ dưới mình làm nốt này. Chấm gạch dưới một tin. Cách P margin 0. Padding trên dưới còn không luôn. Phong family tahoma luôn. Phong size là 13 pixel. Color màu gray luôn. Được chưa? Như thế được chưa? Chỉnh lại nốt các thuộc tính cơ bản. Thế là em đã có được một khối này rồi. Và tất nhiên là sau khi có một khối này rồi thì mình nên gì nhỉ? Đóng gói nó lại thành một cái div. Em đặt tên cho nó là gì nhỉ? Chấm một khối. Maria. Đấy, xong mình cắt cái thẻ đóng nó ra, mình paste ở dưới. Mình viết đây là n một khối. Đấy, ví dụ thế ạ. Để mình hiểu là hết cái div này rồi. Và sau đó là mình sẽ select cho cái div này. Không cần select mà mình sẽ copy cái div này làm nhiều cái. Thì em thấy là nó sẽ hiển thị dưới dạng là gì nhỉ? Mấy cái div chồng chéo nhau theo chiều dọc. Trời. Các bạn sẽ phải chỉnh lại một tí. Tức là chiều cao của cái div này anh đang để nó là một tin thôi. Đây một tin để chiều cao nó 290. Anh bị nhầm mất, đây là chiều cao của ảnh. Anh để nó là chiều cao là auto đi. Để mà chính xác. Tự động nó sẽ cách ra. Cái này sao nó bị lệch nhỉ? Anh để thêm một tính là chấm một khối Mary. Xem đúng tên nữa. Đúng rồi, một khối Mary, anh viết copy tên cho chính xác. Em để thêm thuộc tính là overflow hidden nữa để các khối nó phân tách nhau. Đấy, những thuộc tính về bố cục thôi. Nhá. Tránh thuộc tính bởi vì là em nhớ là cái khối này mình đang để float left đúng không? Cho nên tất cả phần dưới nó bị trôi lên bên phải hết, nó gây ra lỗi gọi là lỗi bậc thang. Đấy là lý do vì sao mà nó bị đè hết lên chữ.
Đấy, là do cái khối này là flow lab. Cho nên làm cái chữ áo cưới đẹp nó cũng dịch như này. Nếu overflow hidden thì nó chống cái việc là flow lab nó làm ảnh hưởng. Tại sao phải cóp hai khối để vì anh sửa cái lỗi đấy. Về sau em làm em biết. Không phải là cứ cóp ra là ra luôn đâu. Mà mình chỉnh lại bố cục chút xíu. Thì cái thuộc tính overflow hidden ấy nó để phân tách các khối với nhau. Để các thuộc tính bên trong khối đấy là thuộc tính flow lab, thuộc tính margin, thuộc tính gì nó không ảnh hưởng đến khối kia nữa. Đấy, coi như là tách biệt với nhau. Bây giờ tao mày là ID đường đấy, đúng không? Mặc dù đấy vẫn chung tên nhá. Mình chỉ cần sửa lại tách và sửa lại khối là này sẽ được hai khối này. Kinh nghiệm cưới. Mà cưới đẹp, đúng không? Đấy, làm một trang chủ này, cắt trang chủ này của nó, ok ghê phết đấy. Thế là anh sẽ dừng video đây nhá.